Dự báo thời tiết Quốc khánh 2 tháng 9, Hà Nội, Sài Gòn đều có mưa dông. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ không vượt quá 32 độ C. Từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận, ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ tăng 3 độ so với miền Bắc, duy trì mức 35 độ, có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên luôn là khu vực có nhiệt độ tương đối dễ chịu, với mức nhiệt thấp nhất là 21 độ C, cao nhất không quá 31 độ. Mưa rào và dông vài nơi sẽ xuất hiện trong ngày. Hình thái mưa rào và dông, rải rác cũng duy trì ở các tỉnh Nam Bộ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ hơn các tỉnh phía Bắc 2 độ, duy trì mức 34 độ. Về diễn biến lũ, trưa nay, mực nước trên các sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 29,7m, dưới báo động 10,3m, sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 11,8m, dưới báo động 30,2m, sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 5,6m, trên báo động 10,2m, và sông Mã tại Lý Nhân xuống mức 11m, mức báo động 2, tại Giàng xuống mức 4,7m, trên báo động 10,7m. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. Ngoài ra, xuất hiện tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm 2 tháng 9 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, độ ẩm từ 55-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, 3, độ ẩm từ 50-94%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36, có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, độ ẩm từ 70-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. We'll be right back.
Thank you.